kênh của Nước Cà Phê. Thì có bạn đang thắc mắc là cà phê sạch xanh thì nó sẽ được nó sẽ như thế nào và cái quy trình sản xuất nó như thế nào, đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan thử xem cái cà phê sạch xanh nó sẽ được sản xuất như thế nào nhé. Thì trước tiên á, tôi phải nói là cái cà phê sạch xanh á, là cà phê mà nhân sống nhá, chưa rang. Đó, thì cái cà phê nó sẽ như thế nào thì ở đây. Đấy, mọi người thấy không? Đây, đây là cà phê sạch. Đó. Và còn xanh nhá, đây là chưa có rang nha mọi người. Chưa rang nhá. Đấy, cà phê mà mọi người sử dụng thì là cà phê loại này nhưng mà đã được rang rồi nhá. Đó, và để tạo ra được cái cà phê này á thì không phải là chúng ta lấy cà phê nhập ở nông trại về là chúng ta có thể là cho vào là thành cái cà phê này được. Đó, nó phải trải qua rất nhiều các công đoạn khác nhau, như là cái công đoạn mà tách vỏ đầu tiên. Đó, như mọi người thấy thì phía bên này đây. Đó, sau khi cà phê về nó sẽ trải qua cái máy này đầu tiên. Đó, đây là cái máy tách vỏ lụa nha mọi người. Đó. Đó. Thì cái máy tách vỏ này thì nó sẽ tách vỏ, tách cái lớp vỏ lụa bên ngoài của hạt cà phê ra. Đó. Để trong quá trình rang á, thì cà phê nó sẽ được chín, và tôi kể là cà phê sau khi rang xong sẽ không có bị ám khói bởi vì cái vỏ lụa đấy nó bị cháy ha. Nên cái bước đầu tiên là phải qua cái máy tách vỏ lụa này để loại bỏ cái vỏ lụa bên ngoài. Đó. Rồi tiếp theo á, cái cà phê sau khi tách vỏ xong thì nó sẽ đưa qua cái máy sàng trọng lượng bên này. Đó. Mục đích của nó là loại bỏ những hạt cà phê xốp cũng như là cái vỏ lụa cà phê mà còn sót lại. Đó, mọi người thấy. Đó. Sau khi mà trải qua cái máy sàng trọng lượng xong á thì nó sẽ chuyển qua cái máy phân loại bên này. Đó, đây là máy phân loại kích thước hạt đấy mọi người. Thế này sẽ có cái sàng là sàng 16, sàng 18. Nếu như mọi người mà chọn mua cái cà phê nhân sống á, thì mọi người nên chúng ta nên lựa chọn cái sàng 16, 18 thì cà phê sẽ chất lượng hơn ha. Đó, tiếp theo, cái máy mà sau khi đã được phân loại rồi, phân loại thành sàng hạt 16, hạt 18 rồi ấy, thì chúng ta sẽ đóng thành bao và chúng ta chuyển qua cái máy cuối cùng. Thực ra là sau khi mà chúng ta trải qua cái máy phân loại kích thước hạt xong là chúng ta đã có thể rang được rồi á. Nhưng mà đây mọi người thấy sản phẩm mà sau khi phân loại kích thước hạt xong chúng ta đã có thể là đem đi rang được rồi. Nhưng mà để mà chúng ta có thể đạt đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu thì nó phải trải qua một cái máy nữa. Đó, máy nữa bên này. Đây là cái máy bán màu mọi người. Đây là máy bán màu. Mục đích của máy bán màu này là gì? Mọi người có thể quay lại gần hơn. Đó. Máy bán màu này thì sẽ loại bỏ những hạt cà phê đen không đều màu, sẽ loại bỏ đi. Đó. Chỉ còn lại một cái sản phẩm cà phê chất lượng cuối cùng. Đó. Cái sản phẩm cà phê sau khi mà trải qua cái máy này là có thể đem đến xuất khẩu rồi. Đó. Và cái sản phẩm cà phê sau khi mà trải qua máy này xong thì ở bên này. Đây mọi người coi. Đây. Đây mọi người coi. Đây. Đó. Thì Nước Cà Phê không chỉ là cung cấp cho các đối tác ở trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài nữa mọi người. Nên cái tiêu chuẩn cũng như là hệ thống của sàng lọc cà phê cũng như rang xay cà phê của Nước Cà Phê á là phải đạt đủ tiêu chuẩn. Đó. Nên mọi người vừa coi là cái quá trình mà chúng ta sản xuất cái cà phê sạch xanh là như thế nào. Đó. Cũng như là còn gọi là cà phê nhân sống. Đó. Thì sau khi mà trải qua các công đoạn xong thì Nước Cà Phê sẽ đóng thành từng bao từng kiện như vậy. Đó. Để chuẩn bị xuất. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Nếu như mọi người đang có nhu cầu về cà phê nhân hay là cà phê rang xay sạch thì mọi người cứ vui lòng liên hệ với số hotline của Nước Cà Phê.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Nếu như mọi người đang có thắc mắc hay là đang có những cái vấn đề cần gì có liên quan đến cà phê sạch thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với số hotline của Liên Cà Phê. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Liên Cà Phê nhé. Hẹn gặp lại mọi người.